Ừ, nãy vợ nó đưa hết cho một thư mà không quá là dục của hè á. Hoa sai nha. Anh cây tóc tiên này anh trồng được lâu chưa? Tóc tiên em gần 2 năm rồi. Gần 2 năm hả? Nó coi mà sao nó ra hoa tốt thế? Đẹp chứ. Trắng bóc nha. Bây giờ là cưới rừng. Mấy cái kia nó đẹp hơn. Địa làng nó đẹp hơn. Ừ, đẹp chứ. Cái này em mới mới lấy về. Cái địa lan đây hả anh? Địa làng. Đây là người ta hay đợi. Cái này là hoa ra bông nhỏ. Cái kia nó đẹp hơn. Em xem thơm không? To đẹp. Ừ, cũng hơi thơm đấy. Thằng đây lá nhỏ. Loại lá to hơn. Loại mùi bởi vừa rồi chở hoa. Ui, quên. À, đúng rồi. Không, như cái loại kia trồng dưới đất. Thằng kia là hạt đỉnh. Thủy tiên, tóc tiên để trồng cây nhỏ nhỏ mà ra sai ghê, ra hoa sai thật. Thì ờ, hoa đấy. Đây nguyên cây này không? Chặt nguyên cây. Nhà nào có lan của Thành? Nè. Ừ. Quần này mấy cái hộ đều có lan. Hay hay có lan. Có đâu. Ừ. Có. Đi em chưa đi lầm ấy đâu. Điện đàn là có một con vục. Chắc là không có đâu.